Ok nhá, hello các bác, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hay Audio các bác nhé. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên em có về được một cái dòng loa. Và một cái lô này thì nó rơi vào tầm được khoảng gần 20 đôi các bác nhé. Đấy, loa này thì rất là các bác chơi các bác đã biết rồi đúng không? Em quay thẳng mặt con cá heo cho các bác biết rồi đúng không ạ? Đấy, và đây thì nó là dòng loa của CAF các bác nhá. Một trong những cái dòng loa cực kỳ xịn và cái model đời mới, hầu như là đời mới nhất hiện tại các bác nhá. Đấy, các bác thì có những cái dòng loa của như là CC12 đúng không? Anh em hay thấy là CC12, CC10. Đấy, nhưng mà con này thì nó là cái dòng loa nó khác hoàn toàn cái dòng loa đấy các bác nhá. Đấy, con này thì nó là cái dòng gì ạ? Dòng VK12 cộng này anh em này. Có nghĩa là con này nó như kiểu là sau 15 Pro Max đấy các bác. Ok chưa? Đó. Và con này thì nó chung chung với cái dòng CAF thôi. Đấy, nó các bác nhìn thấy cái phần đằng sau khi mà nó ký hiệu cho các bác thì ở đây thì nó làm bằng cái gì ạ? À, nó làm bằng cái sơn kẽm các bác nhá. Nên là nhiều khi là các bác nhìn nó sẽ không được thấy quá rõ về cái phần chữ đâu. Nhưng mà đây em sẽ là quay sát cho tất cả các bác để các bác có thể xem tem 7 màu của CAF đây các bác này. Đó, và con này thì nó sẽ hoạt động từ 45Hz cho đến 20kHz. Loa rất xịn các bác nhé, loa rất xịn. Đấy, các bác đừng nghĩ là do loa nào nó cũng hoạt động được từ 45Hz đến 20kHz nhé. Đấy, nó rất là xịn luôn. Và con này thì đầu vào của nó là bao nhiêu ạ? 350W và maximum lên đến 1400W. Khủng không? Quá khủng các bác nhé. Đó, ok cho anh em. Đấy, và ở đây nữa là cái dòng gì ạ? Dòng độ nhạy là 97dB. Đó, tất cả cái ốc nó làm ở ngoài sơn sần cát màu trắng hết các bác nhé. Sơn sần cát, ok cho anh em, sơn sần cát. Đấy, và tất cả ốc ở ngoài đây các bác có thể nhìn thấy nó là làm bằng thép trắng hết. Nói với các bác thì nó chất đến mức độ như vậy luôn. Ở đây thì nó sẽ là E căng ngoài bằng vải và nẹp nhôm anh em nhé. Nẹp nhôm đó, đẹp lắm. Cái này thì bây giờ thì các bác có thể là thùng gỗ nữa các anh em nhé. Đấy, anh em có thể xem này, thùng gỗ luôn nhé. Đó, các bác có thể xem và các bác muốn sử dụng những cái dòng này, kể cả là màu đen bên em vẫn chuyển màu đen cho tất cả các bác nhé. Đấy, màu đen và màu trắng các bác thích màu nào các bác có thể liên hệ đến cửa hàng bên em. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phần bát tép của nó đây anh em nhé. Bát tép thì chuẩn xịn rồi. Bát tép chuẩn xịn của nó là một con bát của từ 19 côn 76 của CAF luôn. Đó, và một con tép selection khủng khiếp với đây anh em xem này, tép selection này các bác nhìn coi. Đấy, một con tép em rất là ấn tượng về con tép này các bác nhé. Con này về con BMC thì em rất là ấn tượng luôn. Đấy, tép cực kỳ là hay luôn các bác nhé. Này các bác xem cái bệ của cái loa này, cái độ dày của cái từ loa và đến cái côn loa này. Đó, các bác thấy khủng không? Từ xương của nó là xương cá anh em nhé. Đấy, khủng không? Đó, từ 19 côn 76. Và con này thì nó sẽ là cái dòng bát 2 gân, cái dòng bát 2 sóng cho anh em. Cái bát 2 sóng này thì nó sẽ là đánh mát rất là khủng khiếp luôn. Và thứ hai nữa là cái con này thì các bác sờ này, có nghĩa là đang còn rất đẹp, rất mới. Đó, con này các bác sờ vào cái keo dưỡng gân loa mà nó đang còn gì ạ? Đang còn dính tay các bác luôn. Đó, được chưa? Con này thì các bác cứ chơi thoải mái thôi. Còn cái quan trọng nhất là các bác có dám bỏ tiền chơi hay không thôi. Chứ còn không quan trọng về cái gì ạ? À, không quan trọng về cái chất lượng âm thanh nữa rồi. Nó quá là đạt rồi. Bởi vì nó là một trong những cái dòng loa phải nói với các bác rằng là trước nay nó luôn luôn là một top. Có nghĩa là hàng top ở trong những cái phân khúc âm thanh của Việt Nam mình rồi. Hàng bãi rồi. CF cá heo, không còn gì để nói nữa rồi đúng không các bác? Đó, đây em cho anh em xem cái phần thùng đây. Cái phần phân tần này các bác này, đây em đang đổi màu cho khách đây các bác nhé. Đấy, đổi màu cho khách này. Đây, phân tần này anh em này. Trời ơi các bác. Anh em nào chơi CF anh em thấy cái này anh em không chịu được đâu các bác nhá. Đấy, ok cho anh em. Ok cho anh em. Anh em nào chơi cái này anh em thấy là anh em không chịu được đâu. Cái này thì em đang đổi màu đen cho bác khách này. Đó, các bác thích màu đen cũng được, thích màu trắng cũng được. Đó, thích màu da cam cũng được. Có nghĩa là anh em có thích cái màu gì màu phong thủy với anh em là anh em cứ bảo em. Thì em nếu như em có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của các bác thì em sẽ đáp ứng cái nhu cầu của các bác nhá. Còn loa thì các bác yên tâm nhá. Hàng bao chất lượng cao luôn. Đó, em ai bán loa thì các bác cứ yên tâm thôi, không phải suy nghĩ vấn đề gì cả, đúng không? Đấy, cái dòng loa rất là chất luôn các bác ạ. Không phải là lúc nào cũng có để mà lấy, nhưng mà tất nhiên rằng là đối với những dòng loa này thì cái mức giá nó sẽ cao. Đấy, nhưng mà cao thì nhiều khi là các bác nói nó đúng là nó quá. Có nghĩa là cái giá trị nó cao. Thì chắc chắn với tất cả các bác rằng là cái mức giá tiền của nó bỏ ra thì nó cũng phải là cao rồi, đúng không? Chứ còn cao thì nó không thể là cao so với chất lượng được. Đấy, nhiều khi là các bác đang nói một là cái loa này sao nó cao tiền thế, đúng không? Nó cao tiền nhưng mà đổi lại cái chất lượng của nó mang lại cho tất cả các bác thì nó lại khác hoàn toàn, đúng không? Đấy, nó đâu như những cái đôi loa của Việt Nam đâu. Các bác có thể bỏ một đôi, có nghĩa là anh em bây giờ đi mua những đôi loa full 30 của Việt Nam thôi,
người ta đóng cho các bác, người ta cũng có thể là bán cho các bác lên đến 7 triệu rồi. Em nói thật với các bác lên đến 7 triệu, đúng không? Nhưng mà em nói với các bác bỏ thêm 7 triệu nữa, 6 triệu rưỡi nữa. Đó, anh em mua một đôi loa này, có nghĩa anh em mua một đôi này bằng hai đôi đấy đi. Đấy, thì em nói với các bác rằng cái chất lượng của nó sẽ là gấp rất nhiều lần, và cái độ bền của nó cực kỳ là xuất sắc luôn. À, và cái đôi loa thì cái sự ổn định nó rất là quan trọng các bác nhé. Cái sự ổn định của đôi loa nó rất là quan trọng, và nó hay, nó rất là quan trọng anh em nhé. Đấy, các bác có thể xem này, đây có một ít cái loa đồng trục đây anh em này. Đấy, cái loa anh em đang nghe đây nhá. Đấy, loa này là loa đồng trục, loa này thì chuyên lắp cà phê này, cho các bác nghe nhỏ nhẹ ở trong gia đình này, rất là đẹp luôn. Thấy chưa? Đó, đồng trục đấy anh em. Đấy, đây là nghe qua mình cũng đẩy không rồi này. Đấy, nghe tiếng ra rất là sắc nét, rất là hay luôn. Ok cho anh em. Đấy, và cái lô loa này nhá các bác nhá, thì em cũng chỉ có gần 20 đôi thôi. Đấy, nên là bác nào có cái nhu cầu thì các bác có thể liên hệ để chúng ta có thể lấy về chúng ta chơi. Và và trong buổi ngày hôm nay thì cái mức giá nó sẽ giật mình. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay luôn. Ok nha anh em. Thì hàng bãi nó là như thế nào bác nhỉ? Nó là tùy từng lô, tùy từng lúc. Có những lô người này bán khác, người bán khác. Và cửa hàng bên em sẽ bán cái mức giá cực kỳ rẻ và cực kỳ dễ tiếp cận luôn. Đấy, để cho anh em tiếp cận được với dòng loa này, để anh em biết đến cái thương hiệu của cửa hàng là em sẽ rất là ok rồi. Đấy, thì em lấy lô loa này về các bác nha, hàng xịn đét 100%. Và em xin báo giá cho tất cả các bác, và em sẽ giao lưu với tất cả các bác ở trên cái mức giá là 12.500.000 một đôi. Ok anh em, 12.500.000 một đôi là mức giá nó cực kỳ chất rồi. Anh em nên nhớ rằng là đây, nhìn nó như thế nào ạ? Quá phê anh em nhá, nhìn bát tép quá phê nhá. Ok chưa? Bát tép siêu phê. Ok chưa? Bát tép siêu phê. Đó, được chưa anh em? Quá chất luôn. Nói với các bác luôn, như bát tép này ở ngoài các bác mua nó không hề rẻ đâu nhá. Một con tép em nói với các bác của Selection là anh em mua ở ngoài nó có thể lên đến 7-8 triệu một con này nhá. Một con BMC tép bằng như thế này anh em đang mua mức giá bao nhiêu biết không? Nếu như mua bây giờ nó phải tầm 7 triệu rưỡi một con. Một con nhá, chứ không phải là một cái đâu, hàng mới đấy. Hàng xịn đấy, em nói với các bác luôn. Nếu một con này các bác đi mua ở ngoài hàng xịn, một con này nó sẽ rơi vào tầm hơn 7 triệu. Được chưa? Tầm 7 triệu rưỡi đến 8 triệu một con Selection này. Nếu như hàng mới xịn của hãng 100% giống như thế này. Là các bác biết là một đôi tép của nó đã như nào bác nhỉ? Nó đã bằng cả cái đôi loa, nó lại còn hơn cái giá của cái đôi loa mà các bác mua hiện tại rồi. Em không nói cái điều đâu, tí nữa em sẽ, bác nào mà muốn mua những cái dòng tép này, bát tép của BMC này, đấy, của Selection này nhá, các bác cứ liên hệ với em cho các bác bảng giá luôn. Rất là đắt chứ nó không có rẻ một tí nào đâu anh em nhá. Được chưa? Đấy, và ok cho các bác. Thì nếu như các bác có nhu cầu nhá, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên đầu bài của cửa hàng bên em. Lô này nó có 17 đôi. Đấy, ok cho anh em, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá 12.500.000 một đôi, rẻ như cho luôn. Ok cho anh em. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Số điện thoại em hai để ở trên đầu bài nhá. Các bác có thể liên hệ trực tiếp đi ạ. Tiếng rất là hay luôn, không phải suy nghĩ về tiếng đâu nhá. Ok, xin kính chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.